Sanya nanya manya sadukhamichaya. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi quán tưởng. Ma ta ya tha ni yam bo tang a e ta khe e vam bi sam ma na tang pha với đạo Phật năng như mẹ tình thương suốt cả thầy linh ca sang rất đi gieo lưới và quanh mình không hẹp hòi oan trái không giận hờn oán thù. Tịch thành cho rằng liệt sĩ nô hoa sá gia nô hoa gia hoa ta sở vi gạch thẩm liệt thô ê tăng sá tình a thịt thầy gia phẩm mê tăng quỷ hạ răng ít thẩm ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phẩm hạnh chính là đây. Việt hình cha nô bà gầm mà si lạ hoa đạt sá nê nê sầm băn nô ca mê su vi nây giá ghê thăng này chờ thu gặp bác sĩ dân phụ nạc rê. Tiệt tiên ai sẽ đi kiến thủ giới hành được tiểu thành chánh tri điều viên mãn không ấy nhiễm dục trầm thoát ly đường sanh tử. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đại tràng chúng con trong ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Tiếp theo, con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhan tu sa sanang. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhan tu no garu. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhan tu nyatayo. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhan tu banino. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhan tu no sadam. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kin chi kusala kam mang katap bang kiri yang mamaka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bunya phalang may hang. Sabbe pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma ya. Dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dung. Sabbe bê kam dê ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sáp bê la phan tu ma ma chê ta sa tim. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng,
cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tỳ nằng hồn tu xúc khí tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua tâm mề bùn nhằng à sa quá kha già quá hằng hồn tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng niết bà na sa bách cha dồ hồn tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Với phước nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ và chiêu. Phước này đến quý Phật tử trong rừng Phật giáo Nam truyền. Mong rằng tất cả phước này trợ duyên quý sư, quý cô tu nữ cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ. Phần tụng kinh Tam Bảo và thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Giờ này là 4:32, trễ 2 phút. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Con cũng đã thấy pháp sư vô lớp. Dạ, con xin kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa ga wa a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Brahmacaloka thipati sahambati katang chali anthiwarang ayachatham santi thasat tap barachak khachati ka đề tâm măng anu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na nhân giang sụt tánh cha bằng thân a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đằng đăng bập bố tha này dê ba ri sa và mạnh trên. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em kính giao mic lại cho chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sích Kim Nhung. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh đệ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Đức Quang Thanh, Thích Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tâm Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ,
Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt kiều trân Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sư Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Dạ, bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn kinh Tương Ưng. Tương Ưng kinh Samyutta Tá Nikaya chương 2, Tương Ưng chư thiên, Tương Ưng thiên tử phẩm 2, phẩm cấp cô độc. Dạ, cảm ơn thiên vũ. Phẩm cấp cô độc, bài chính Uttara. Nhân viên tại thành Vương Xá đứng một bên, thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hai, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy là các công đức đưa đến chân an lạc. Ba, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu thích tịnh. Đã chấm dứt, con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nó màu xanh gà giá. Cô Kim Nhung, cô Nhật Quỳnh đã đọc và bóp bài lên. Thì trước khi vào bài giảng chia sẻ Phật Pháp, kính cầu mong chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Dhamma Giá. Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi cho thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng, Pháp Tăng. Các ngài là Mô Phạm quần sanh, là quyết điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều chuyện trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ thì mà nhà cô Nhật Quỳnh bóp bài lên là đủ chứ đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà
cái đoạn 3 đó. À, ở đây nhà in họ in cái đoạn 3 là cái đoạn mà lời nói của lời dạy của Đức Thế Tôn. À, chúng ta hiểu rồi ha. Cái đoạn 2 á là cái câu phát câu nói của cái vị chư thiên Uttara. Còn đoạn 3 đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì trong cái dần kệ ngôn này đó thì Đức Thế Tôn nói lên cái gì? Đức Thế Tôn nói về cái sự chết, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao. Thì quý vị thấy rằng đó cái tuổi thọ ở nhân loại mình so với các cõi trời của các vị chư thiên thì nó chẳng có là bao. Cái 100 năm đó nha, 100 năm ở cõi nhân loại của mình thì so với các cái cõi trời nó chỉ là một buổi, một buổi hoặc là một phần nào đó của cái tuổi thọ của các cái cõi trời. Cho nên là cái tuổi thọ đó, nó ngắn ngủi lắm. Nha. Còn mà nếu mà so với các cái cõi mà phạm thiên thì nó còn quá nhỏ nhen nữa. Ha. Tại vì những cái vị mà phạm thiên thì cái tuổi thọ nó còn rất 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 là lâu nha. Cho nên đó, là chúng ta đừng có thấy mà 100 năm 70 năm là nó dài nha. So với cái tuổi thọ thế gian thì nó vậy, chứ còn đối với các cõi trời đó, nó rất là ngắn ngủi. Cho nên là chúng ta phải ráng thức tỉnh. Thì không phải trong cái đoạn kinh này thôi mà trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về cái đời sống này. Đời sống này nó rất là bấp bênh. Cái tuổi thọ của sanh á thì không thể nào mà nói được. Quý vị thấy rằng có nhiều người nhờ cái phước nghiệp nó hỗ trợ, những người này sống an ổn, cái tuổi thọ cao, 70-80 tuổi, 100 tuổi, 120 tuổi chẳng hạn. Quý vị thấy rằng cũng có những cái người mà ở Nhật Bản rồi đó, có những cái ông cụ bà cụ sống được 110 mấy tuổi, 120 tuổi, nhưng mà đều có cái gì so với cái thời gian tuổi thọ các vị chư thiên thì nó rất là ngắn ngủi. Rồi chúng ta sống, chúng ta đến cái cõi đời này do nhân duyên, do duyên, do nghiệp. Nhưng mà trong cái đời sống này chúng ta làm được cái gì? Chúng ta tạo trữ được những cái gì? Còn nếu mà chúng ta chỉ sống mà theo cái đời sống bình thường, theo bản năng, lớn lên rồi bắt đầu có nghề có nghiệp rồi tạo gia đình, rồi sanh con đẻ cháu, rồi tạo tài sản này kia nọ đó, thì sao? Thì chúng ta sống một cách là đơn giản bình thường thì cũng giống như những con bò, tức là ví giống như những con bò đó, cái người mà họ chăn nuôi nó đó, ban ngày họ thả nó ra cho nó ra ngoài đồng cỏ cho nó ăn nó uống, tối họ lùa về đó, cứ như vậy đơn giản bình thản trải qua những cái tháng ngày như vậy. Rồi sao? Rồi cuối cùng á thì đến ngày nào đó thì họ lùa nó đến cái lò mổ. Đó, thành ra Đức Phật
nói sao, nếu mà mình sống như vậy thì chẳng khác nào những con bò này, người chủ họ cho ăn cho uống, rồi đến ngày nào đó họ cũng lùa đi đến cái lò mổ. Thì giống như là chúng ta sống mà chúng ta không biết tạo những cái phước lành, chúng ta chỉ sống đơn giản theo cái truyền thống của thế gian, theo những cái chế định trong thế gian ấy, thì cũng giống như vậy. Rồi một ngày nào đó thì chúng ta bị cái thần chết mai dương, cái ranh giới cuối cùng của cái đời sống hiện tại là cái chết. Mà cái chết nó cũng chưa phải là hết, kết thúc cái đời sống hiện tại để nó tiếp tục mở ra cái đời sống tương lai. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta tiếp tục sống thì bắt đầu nó cũng tiếp tục nó bị quay cuồng bởi sanh già bệnh chết, không có nơi dừng bước. Cho nên là nếu mà chúng ta là cái người có trí tuệ, chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta nên đi theo cái con đường của các bậc thánh nhân, đi theo cái con đường các vị Bồ Tát, các chư Phật trong quá khứ hiện tại đã trên cái con đường đó. Là cái gì? Chúng ta phải sợ hãi cái sự vận hành sanh già bệnh chết là cái định lực tự nhiên của cái đời sống cái thế gian này. Thì chúng ta chính nhờ có sự học tìm tòi, chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta thức tỉnh. Rồi sao? Chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết rồi đó, chúng ta chán ngán, ghê sợ những cái tiền tài danh lợi địa vị, công danh quyền thế ở trong cái thế gian này, chúng ta từ bỏ nó. Rồi chúng ta hướng về cái gì? Hướng về cái con đường tu tập, thanh lọc nội tâm, được an tịnh, đi trên cái con đường giới định tuệ, hướng đến tìm cái con đường giải thoát. Thì như vậy đó, chúng ta khi mà chúng ta đạt đến cái tâm an tịnh, giải thoát đó, thì như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi cái vòng quay sinh tử luân hồi, chặt đứt được những cái xiềng xích trói buộc chúng ta vòng trong cái cổ máy sinh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết, tại vì cái tuổi thọ của chúng ta rất ngắn, không ai biết được là chúng ta sẽ còn sống được bao lâu. Quý vị thấy rằng tuổi thọ chúng sanh rất là bấp bênh, mà cái chết là chắc chắn. Cái trường hợp trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho cái cô con gái của người thợ dệt, thấy không? Đó. Chúng ta hiện tại giây phút này chúng ta còn đây, nhưng mà không biết là 5-10 phút nữa, 1-2 giờ nữa, chúng ta còn có cái thức, chúng ta còn ở trong cái thân mạng này hay không nha. Cho nên chúng ta mau thức tỉnh, đừng có nghĩ rằng cái tuổi thọ này nó dài. Đừng nghĩ là mình sẽ sống được tới 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi.
mình nghĩ rằng cái chết nó đang cận kề. Đó, có nhiều bài kinh là gọi là những cái bài động tâm á. Không bao lâu thân này nằm dài trên mặt đất, như khúc cổ mục, tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Hay là chúng ta giống như là cái tuổi đã xế chiều rồi, chúng ta buổi chiều hoàng hôn mặt trời nó đã lặn rồi, không bao lâu thì cái đêm tối nó sẽ bao trùm cái không gian này, giống như cái người già 60-70 tuổi là chúng ta đã đi đến cái biên giới, cái giới hạn của một ngày, cái biên giới của cuộc đời, mà ta quay nhìn lại, chúng ta suy gẫm nó coi chúng ta đã tạo được cái gì, tạo được những cái phước báo nào, chúng ta giả từ cái cõi đời này chúng ta mang theo được cái gì, từ đó mà chúng ta ráng cố gắng, nỗ lực để mà tạo trữ những cái thiện nghiệp, những cái phước báo làm cái hành trang. Thì quý vị thấy rằng có những chúng sanh do cái phước báo, do cái duyên nghiệp, những chúng sanh có cái tuổi thọ nó dài, còn những chúng sanh thì phải cái tuổi thọ nó rất là ngắn. Có những chúng sanh chưa mở mắt chào đời đã chết, rồi vừa mở mắt chào đời đã chết, rồi những người có phước hơn chút thì chết trong cái tuổi thiếu niên, khá hơn thì những người chết trong cái tuổi trung niên, những người có cái phước báo nhiều hơn thì đến cái tuổi già thì mới chết. Thì cái chết là nó không có từ một ai á, từ cái kẻ phàm nhân cho đến các bậc thánh nhân, tất cả đều đi đến cái sự chết. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn hỏi cái cô con gái của người thợ dệt á, hỏi là cô này chứ con biết không, thì cô này nói dạ con biết. Đức Thế Tôn hỏi vậy chứ biết thật không, thì cô này nói dạ không biết. Thì khi mà Đức Thế Tôn hỏi là biết thật không, có biết không, thì cô này nói dạ biết, biết là chắc chắn cái chết nó sẽ đến, nhưng mà biết thật không thì không biết được, nó sẽ chết lúc nào đó. Thành ra chúng ta phải thấy, để mà chúng ta ráng thức tỉnh, chúng ta phải cần phải lo cho chính mình, lo cho bản thân mình. Lo đây không phải là lo là để mà tẩm bổ, gìn giữ, dính mắt chấp thủ cái thân ngũ quẩn này. Lo đây là chúng ta lo tạo trữ những cái công đức phước báo. Lo đây là chúng ta nỗ lực tu tập, dung bồi trí tuệ, chính những cái phước báo, những cái trí tuệ trong đời sống hiện tại này đó, nó là cái những cái người bạn lành, những cái phước báo tốt đẹp căn bản để hỗ trợ chào đón chúng ta trong cái kiếp sống tương lai. Thì tình cờ sư có đọc một cái bài thấy cũng hay, tiện đây thì sư giải thích cho quý vị nghe. Có một cái ông này cũng làm nghề bên xây dựng,
Nhưng mà ổng là dưới quyền cái ông thầu, ông thầu xây dựng, lãnh thầu xây dựng những cái nhà cho người ta đó. Thì ông này á, là được ông thầu á, là giao cái trọng trách là cai quản, coi sóc những cái người thợ, chỉ biểu cho những cái người thợ làm. Thì cái người này thì đã làm việc cho ông chủ thầu cũng rất là lâu rồi, cũng 30-40 năm. Thì lúc này là ông ta già yếu rồi. Ông thầu mới, ông mới định xin ông thầu nghỉ. Ông thầu nói thôi bây giờ anh làm cho tôi, anh đứng anh quản lý, trông coi thợ cho nó làm cái nhà, cái nhà cuối cùng rồi đi, làm xong rồi anh nghỉ. Thì ông này giao toàn bộ cho ổng quán xuyến về từ những cái vật dụng, gạch cát đá sắt thép, cho đến điều khiển các cái người thợ họ làm. Cái ông này cũng nghĩ là này mình làm cho người ta mà cũng giống như những cái nhà trước thôi. Thì bắt đầu ông ta hàng ngày ông ta nghĩ như vậy, thì ông ta cũng đặt những cái vật như thế này, cát đá như thế này, rồi thợ làm như thế này thế này thế này, đến chừng mà xong hết cái công trình rồi đó, làm xong cái nhà đó rồi đó, thì ông thầu mới nói sao, công lao mà ông làm cho tôi mấy chục năm nay đó, bây giờ tôi tặng cho ông cái căn nhà này. Thì lúc đó là ông ta mới suy nghĩ, trời ơi đâu có biết đâu, tưởng là làm cái nhà cho ông ta, ai dè đâu là làm cái nhà cho mình. Trời ơi, phải biết vậy, hồi đó mình sử dụng những cái gạch cát xi măng đồ cho nó chắc một chút, mình biểu mấy người thợ làm cho nó kỹ lưỡng chút, tại vì đó tưởng làm nhà cho người ta, cho nên là xài ba cái đồ gạch cát đồ xi măng đồ nó kém chất lượng, rồi thợ thì không có đốc sức những người thợ thì làm cho nó kỹ, làm qua lo chiếu lệ, làm cho lẹ, mình đi mình nhận cái chỗ khác. Cho nên là lúc đó là ông ta mới hối hận là vì mình nghĩ làm cho ông ta, cho nên mình không có sử dụng những cái vật liệu tốt nhất để mà mình xây dựng cái ngôi nhà này cho nó chắc chắn. Thì đây là cái gì, đây là một cái bài học, cái bài học cho chúng ta đó. Nếu mà trong cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang xây dựng cái ngôi nhà tương lai cho mình, thấy không? Thì mình ráng mình phải sử dụng những cái vật liệu cho nó chắc chắn tốt một chút, ha. Rồi nói sao, tiền nào của ấy, mình phải chịu khó, mình trả cái giá nó cao chút để mình mua những cái đồ nó có phẩm chất tốt đẹp, thấy không? Còn mình á, tại vì mình nghĩ ôi kể nó cái nào cũng vậy mà, không mua cái đồ rẻ rẻ chút cho nó đỡ đỡ tốn đỡ hao, nhưng mà sao mua đồ dởm, mua đồ kém chất lượng thì sao, nó phải mau hư, không? Thành ra đó, trong hiện tại này á, mình làm cái ngôi nhà mình đồ dởm mà, rồi tới chừng mà mình sử dụng nó, bắt đầu người ta giao cái ngôi nhà này cho mình sử dụng, lúc đó đó nó hư chỗ này, nó hư chỗ kia, nó mục chỗ nọ, lúc đó mình lại buồn trách, đó. Thành ra trong một cái bài kinh
Trong một bài pháp thì xin nhớ sư đọc cái bài pháp này cũng lâu rồi, cũng mấy năm, hình như là trong một cái bài pháp ngài Ajahn Chah đó, ngài cũng nói là mình đang xây cái ngôi nhà cho mình trong tương lai, đúng không? Đó, thành ra đó, ngay cái kiếp sống hiện tại này, này mà nếu mà chúng ta biết thức tỉnh, chúng ta ráng cố gắng dung bồi, tạo trữ những cái công đức phước báo, thì sao? Thì cái tuổi thọ rồi cái đời sống chúng ta trong tương lai nó được hanh thông tốt đẹp, giống như cái ngôi nhà của mình á, tạo trữ những cái nền móng nó chắc chắn là cái người có giới, có giới rồi sao? Cái ngôi nhà nó được vững bền á, nhờ cái gì? Nhờ cái nóc, cái vách phên, cửa nẻo rồi đó, nó chắc chắn trước phong ba bão tuyết, trước mưa gió ha. Đó thì là định ha. Đó, nhờ có cái móng nó vững bền, rồi vách phên, rồi nóc, rồi cái nọ nó chắc chắn đó, thì chúng ta trước mà bão táp phong ba đó, chúng ta không có sợ, đúng không? Còn nếu mà mình làm cái nhà mà tền tàn quá, nhà tranh vách đất, mỗi lần mà nghe có gió lớn là mình sợ rồi, không? Đó. Nhưng mà sao? Mình không có lo, mình quên mình lo cái mình xây cái ngôi nhà cho mình đi, mà mình lăn xăng, mình chạy, mình giúp đỡ cho hàng xóm mà. Mình qua mình lo cho hàng xóm, lo cho con, lo cho cháu, lo cho người này, người nọ. Nhưng mà mình quên lo làm cái ngôi nhà mình cho nó vững chắc đi. Tới chừng mà bắt đầu mình chạy trở về đó, mình nghe có mưa bão rồi kia nọ, mình chạy về thì có ngôi nhà của mình, nhà tranh vách đất nó siêu dẹo, mà lúc đó mình hốt hoảng, mình sợ hãi thì cũng không có thể nào mà chống đỡ cái ngôi nhà được. Cho nên đó, là ngay trong cái đời sống này, chúng ta phải biết, chúng ta xây dựng, chúng ta lo cái ngôi nhà của mình cho nó chắc một chút, xài những cái vật liệu mắc nhưng mà nó bền, nó chắc, rồi phải lo khi mà thấy cái vách, cái phên nó bị hỏng, nó hư chỗ nào, nó bị trống chỗ nào thì mình lo, mình giá, mình chắc giá, mình ấy lại cho nó vững chắc, đúng không? Chứ đừng có nói cái cột phụ mà không sao, rồi mình bỏ qua, cái nhà nó dột ngay chỗ này chút không sao, nhưng mà sao từ đó nó bị thấm dột lâu ngày thì sao? Nó sẽ mục, nó sẽ mau hư, thấy không? Quý vị thấy không? Cái bàn của mình á, cái bàn của mình không có bốn cái chân. Mà nếu mà cái một trong bốn cái chân đó mà nó bị hư thì mình phải nhanh chóng mình sửa, mình thay cái chân nó đi, chứ mình đừng nghĩ ôi bốn chân mà hư có một cái đâu có sao, mình bỏ qua thì một ngày nào đó cái bàn nó sẽ bị gãy hết, sụp đổ, không còn sử dụng được nữa. Đó thì cũng vậy đó. Cái ngôi nhà, cái thân ngũ quẩn này là nó vậy đó. Mình không nên mà quá chăm chút nó, từ ly từ tí, mình chăm chút nó quá cũng không phải, mình dính mắt, mình đóng nhiễm, mình ấy quá thì cũng được, nhưng mà mình buông lỏng nó, mình ngó ngàng tới nó hết, thấy không? Thì cũng phải. Thành ra Đức Phật nói rằng cái thân ngũ quẩn này á giống như chiếc bè đó, nhờ có chiếc bè thì chúng ta mới
mới vượt qua tới bờ bên kia. Ha. Nhờ có chiếc bè này chúng ta mới vượt qua những cái dòng nước xoáy, những cái bọc lưu. Ha. Mà nếu mà mình buông lỏng nó thì cũng không được. Thấy không? Nhưng mà nhớ rằng cái chiếc bè này là nó là cái phương tiện để mà chúng ta vượt qua bên kia. Khi nào mà mình chưa tới bờ bên kia đó, nó bị xúc, mà bị xúc cái mối dây nào đó, một cái khúc gỗ nào, hay một cái ống tre nào trong cái bè mà nó bị lông gì đó, thì mình nhanh chóng mình tìm cách mình sửa lại. Tại vì mình chưa qua tới bờ bên kia, mình đừng có quăng bỏ chiếc bè này. Nhưng mà khi mình qua tới bờ bên kia rồi đó thì thôi, mình bỏ nó đi, đừng có mang vác lên bờ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái thân ngũ uẩn này Đức Phật nói dù là nó là giống như những cái món đồ dễ vỡ mong manh, nhưng mà chúng ta nhờ nó để mà chúng ta tạo được nhiều những cái phước báo, cái thiện sự trong cái đời sống hiện tại, dung bồi cho những cái kiếp sống tương lai. Thật ra đó, chúng ta biết như vậy, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực để mà tạo trữ nhiều cái công đức phước báo. Rồi á, không phải là mình xây cái ngôi nhà cho thiệt chắc rồi mình ở đó mình giữ ngôi nhà hoài này hoài, cũng phải. Chẳng qua là ngôi nhà này đó, là nó là cái chỗ trú mưa trú nắng, để chúng ta trong cái điều kiện để chúng ta tiếp tục, chúng ta đi đến cái mục đích cuối cùng, là cái sự giải thoát, chứ không phải cái ngôi nhà này là cái mục đích cuối cùng. Cho nên là chúng ta nương nhờ được nó để chúng ta đi đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử rồi. Chứ không phải mình ráng mình xây cái ngôi nhà cho thiệt là lớn, cho thiệt là đẹp, để mình ở đó mình hưởng thụ. Có nhiều người xây cái ngôi nhà cho lớn cho đẹp rồi, mấy người mà khá giả giàu có mà bắt đầu xây cái ngôi nhà mồ nữa, không, bỏ tiền tỷ ra ốp đá ra nít đồ này kia nọ rồi phù điêu rồi chạm khắc hoa văn đồ này kia nọ cho thiệt là đẹp, để chi để mai mốt mà có chết nằm ở trong cái ngôi nhà đó. Đúng? Rồi sống thì dính mắc với tài sản, địa vị con cháu, rồi chết thì sao, dính mắc vô cái nhà mồ, rồi cứ cái tâm thức nó không đi tái sanh, nó cứ ở đó nó giữ cái ngôi nhà mồ đó, rồi sao, rồi ở trong cái kiếp sống là phi nhân, bám níu cái ở đó hoài, thì cái đó nó cũng là cái tai hại, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta phải biết rằng đời sống này nó chỉ là tạm bợ, nương gá nhau, giống như người lữ hành đi trên cái con đường thiên lý. Chúng ta vào cái ngôi nhà mà nếu mà chổng chơ quá đó, chỉ có cái nóc với cái chổng tre không á, nó tàn tàn quá thì không có thể mà che mưa đỡ nắng được á, thì nó cũng khổ, đúng không? Nhưng mà mình đừng có quá chú trọng vào cái ngôi nhà đó rồi thôi. Tới đây cái ngôi nhà chắc chắn tốt đẹp quá thôi, mình ở đây được rồi, mà không đi đâu nữa hết thì cũng không phải. Chúng ta tạo dựng cái ngôi nhà để mình nương gá đó, mà ngã lưng trú mưa trú nắng trong thời gian, rồi chúng ta tiếp tục dấn bước trên cái con đường để đi đến sự giải thoát.
à, chứ không phải chúng ta mà làm ngôi nhà cho thiệt chắc, thiệt đẹp, à, xây những cái biệt thự, à, à, những cái ngôi nhà như giống như là những cái biệt thự, những cái cung điện rồi cho lớn ha, rồi ra bắt đầu mình ở đó, mình bám níu, mình chấp thủ, mình dính mắt, mình gìn giữ, bám níu vào cái đó thì cũng phải ha. Cho nên là chúng ta phải biết như vậy, à, rồi ta xây dựng dung bồi những cái phước báo này để tương đối có một cái đời sống an ổn tốt đẹp, để chúng ta nỗ lực để mà chúng ta chúng ta tiếp tục dấn bước trên cái con đường giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta trong cái đời sống hiện tại này, ráng cố gắng, nếu mà chúng ta muốn đời sống mình trong những kiếp sống tương lai đó tốt đẹp một chút, thì bây giờ ráng tạo trữ những cái công đức phước báo, làm cái nền cho nó chắc một chút, giữ giới cho trong sạch tốt đẹp, làm cái nhà cho nó chắc chai, dách phên nóc, kẹo cột đồ cho nó vững chắc, thì sao phải có sự nỗ lực tạo trữ các cái phước lành. 12 cái pháp là gì? Bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, rồi thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, vân vân. Đó những là những cái thập thiện, thập hạnh phúc, là những cái điều kiện mà chúng ta nên làm. Bất cứ trong điều kiện nào mà chúng ta thực hành một pháp nào thì cũng tốt, để chúng ta tạo trữ cái ngôi nhà chúng ta đó, trong cái đời sống tương lai nó vững chắc một chút, thấy không? Lỡ cái kiếp sống này mình ở trong nhà tranh vách đất rồi, đời sống nó vất vả ha, thì gắng chúng ta tạo dựng cái ngôi nhà tương lai rồi tốt đẹp, cải nó nó mắc một chút, nhưng mà mình mua cái đồ tốt, mình trả giá cao, mình chấp nhận cái chi phí nó cao chút, nhưng mà cái ngôi nhà nó chắc. Còn bây giờ mình hà tiện, mình không dám mua những cái đồ tốt, mình xài đồ dởm mà, đồ ấy không thì cái ngôi nhà mình nó sẽ mau hư, mau sập, nó bị hư chỗ này, nó dột chỗ kia, đó, rồi. Thành ra mình ở ngôi nhà mình cũng không có an ổn, đó, thì làm sao mà mình lo cái sự tu tập của mình được. Cho nên là ba cái pháp giới, định và tuệ, cái trí tuệ là giống như mà mình trang bị những cái đồ ở trong nhà mình, thí dụ như là không lẽ mình xây cái ngôi nhà với có nóc, có vách, có cửa nẻo đâu, mà những cái tiện nghi ở trong đời sống mình không có, không? Đó, thành ra là cả ba pháp giới, định và tuệ, ngay trong đời sống này chúng ta ráng cố gắng nỗ lực thực hành để cái ngôi nhà của chúng ta trong tương lai được tốt đẹp, chúng ta có được một đời sống an ổn, để cố gắng nỗ lực tiếp tục tạo trữ những cái công đức phước báo để đi đến cái nơi giải thoát, chứ không phải mình cố gắng mình xây cái ngôi nhà cho đẹp, rồi mình ở đó mình bám níu, mình hưởng thụ thì cũng không phải, nhưng mà nếu mà mình làm cái ngôi nhà mà nó tệ quá thì cũng không được. Cho nên chúng ta hiểu cái lời Đức Phật dạy để chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập trong cái đời sống hiện tại này, xây một cái ngôi nhà tốt đẹp trong tương lai, và để chúng ta cố gắng tiếp tục trên cái con đường hướng đến
thực hành các cái pháp đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt luân hồi. Thì hôm nay là cũng cái ngày mùng 1 tháng 9 rồi. Thì cũng không còn mấy ngày nữa thì chư tăng sẽ mãn cái mùa an cư kiết thạ 3 tháng mùa mưa. Thì chư phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng an ổn, tốt đẹp cái mùa an cư 3 tháng mùa mưa. Và cũng cầu mong là chư thiên quan hỷ với phước báo, các phước lành mà chư tăng tu tập cũng như quý Phật tử đã nỗ lực học hỏi thực hành các cái thiện pháp. Và với phước báo này thì xin hỗ trợ cho tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, bản thân và gia đình được an ổn trong đời sống. Và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả mọi chúng sanh đều tránh khỏi những khổ đau, an ổn, nỗ lực tu tập, thực hành các cái thiện pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Bây giờ thì xin cung thỉnh Tiêu Trung Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con nghe thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp ngày đến với chúng con. Dạ, bài pháp nói về chính mình, là cuộc sống của chính mình, rất là thực tế, rất là hay. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Sư nghỉ ngơi một chút, sư uống nước. Tại tỉnh thất thiện hữu, sư nghỉ ngơi. Dạ, con kính một lần nữa, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Hồi nãy con có thấy có sư Pháp Quang, rồi sư Pháp Quang vô rồi ra. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, dạ, qua cái bài giảng của bài giảng kinh Tương Ưng ngày hôm nay từ sư Pháp Thanh, rồi qua cuộc sống thực tế thì ai mà sợ chết á thì sẽ hãy làm theo lời dạy của Đức Phật và theo cái lời giảng của sư Pháp Thanh, tức là mình phải tích trữ nhiều công đức, phải buông bỏ. Mà nhưng mà mình làm sao mà cho nó đúng cách, làm công đức đúng cách và buông bỏ đúng cách, rồi trang bị nội tâm cho nó vững mạnh về giới định tuệ. Nhưng mà thực tế thì rất là khó. Dạ, con thấy vậy đó thưa sư. Nói thì nói dễ, nhưng mà trong cuộc sống rất là khó. Mặc dù mình cũng là Phật tử, rồi mình cũng có học, cũng trang bị những kiến thức mà một số không nhiều, nhưng mà cũng có hiểu về giáo pháp của Đức Phật, cũng nói về cái sự chết, đối diện với sự chết. Nhưng mà khó lắm, khi mà nhất là khi mà đối diện thực tế. Con cũng cũng xin chia sẻ những cái ý kiến mà người trong cuộc khi đối diện với cái này rất là khó lắm ạ. Mình khi mà nhất là khi mà trong cái thời Covid ngày nay á, thì lúc trước á, mình chỉ nghe tin tức từ Ấn Độ, mình nghe mình cũng như mình phát xong, mình thấy là thì mình nghe để cho mình biết là cái sự nguy hiểm nó như vậy, mình mức độ như vậy. Rồi tới mình nghe ở Indo mình cũng biết là nó cũng gần mình rồi đó. Rồi khoảng cuối năm 20, đầu năm 21 á, thì mình nghe ở ngoài Bắc, ở Bắc Giang, Bắc Ninh, tại ngoài cái khu vực đó thì mình cũng nghe, mình cũng sợ, nhưng mà mình cũng còn cũng thấy nó còn xa mình. Nó rồi tới tháng 6, tháng 7 nó tới thành phố Hồ Chí Minh,
là mình cũng rất là lo sợ, mình bắt đầu run rồi, rồi nó tới ngay khu vực mình, rồi nó tới xung quanh mình, nhà cửa thì giăng dây, rồi chính nhà mình cũng bị giăng dây nữa, cái tâm mình nó sợ hãi lắm. Rồi cái khi mà cầm cái giấy mà PCR dương tính ấy, nó run thật sự luôn, mặc dù mình biết là cái chuyện này nó ở trong cái cuộc sống này nó là như vậy, mình phải chấp nhận, mình biết làm chấp nhận, nhưng mà đối diện với kết quả PCR run lắm, sợ lắm. Rồi khi đi vô khu cách ly, thấy mặt ai cũng lạnh lùng, bác sĩ cũng lạnh lùng, mặc đồ xanh, đồ trắng, đi tới đi lui, rồi đeo mask, rồi đeo mặt nạ. Thấy là người với người nó xa cách lắm, mà nó sợ hãi lắm. Người ta sợ mình cũng sợ người ta. Rồi kia thỉnh thoảng, cứ khoảng 5-10 phút thì lại nghe cái xe cứu thương mà nó hụ lên đó. Là mình thấy là xung quanh mình là thấy cái chết nó đến luôn. Rồi cuộc sống thì nó đảo lộn, thực phẩm thì thiếu, lương thực thực phẩm thiếu, rồi có những nơi không có, rồi người ta rất là khổ. Rồi nặng hơn nữa thì mà khi mà đi vô cái khu cấp cứu mà trong bệnh viện á, mà cái khu mà cấp cứu mình nằm chung với những người chết rồi á, họ nằm trong một cái bao bó, được bó trong một cái bao ni lông màu trắng. Chỉ cần mình ngước mắt lên hoặc là mình nhìn sang bên cạnh là mình thấy cái cảnh đó. Bản thân con thì chưa vô cái cảnh đó, nhưng mà bạn bè con thì đã vô rồi, và người thân của con thì cũng đã vô rồi đó. Thì kể lại thì rất là sợ. Thành ra là mình học nhiều, nhưng mà mình vẫn thấy là mình cái thân của mình á, mình còn ái luyến nhiều, mình còn sợ, cái tâm mình còn rất yếu, mình rất là sợ chết. Con thấy là riêng bản thân con là như vậy đó, là cái tâm con rất là yếu, mặc dù mình cũng có trang bị pháp học, pháp hành thì không bao nhiêu, nhưng mà pháp học mình cũng biết, mình cũng hiểu một số, nhưng mà cái tâm rất là yếu. Dù mình nói là mình động viên mọi người, nhưng mà thật sự cái tâm trong tâm mình nó rất là run. Rồi mình tưởng mình thấy người ta, cái mình tưởng thấy mình, rồi mình thấy mình người thân mình bị nữa, thành ra là mình ái luyến còn rất là nhiều. Thì là con thấy cái bài học hôm nay nó rất là thực tế, thưa sư. Dạ. Dạ con cũng rông dài một chút xíu để sư nghỉ ngơi. Dạ đến bây giờ thì giờ của đạo tràng. Dạ kính mời bàn tay của quý vị. Dạ. Mình có cái điều gì mà còn vướng mắc trong cái cuộc sống, mình còn lo sợ hãi điều gì thì đề nghị các anh chị mình giơ tay hoặc chat trên màn hình ạ. Dạ kính mời quý vị ạ. Dạ thấy bàn tay của Hồng Mai. Dạ xa thú, kính mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng. Thưa sư, giống như bạn Kim Nhung vừa nói thì thường là khi mà chúng ta chưa có gặp chuyện ngay chính bản thân mình hoặc gia đình mình á, thì mình thấy cái gì cũng có thể là vượt qua, nhưng đến khi mà mình gặp rồi thì mới thấy là cái tâm mình quá yếu đuối. Mặc dù mình đã trang bị nhưng vẫn bị rúng động khoảng thời gian, nhưng mà con cũng cảm thấy nhờ cái sự tu tập giữa pháp học và pháp hành thì mình không có sự dính mắc lâu dài, nhưng mà vẫn có sự rúng động và rung chuyển cái trong cái tâm của mình khi những cái bất thiện, những cái quả bất thiện nó xảy ra và nó tác động đến ngay chính mình và những người xung quanh mình. Vậy nên là khi con hiểu
là khi mà chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta sẽ thấy rõ cái hiện tại, biết rằng đang làm gì, tâm mình đang nghĩ gì. Nhưng mà trên con đường tu tập đó thì nó có sự hành trì của chúng ta, theo con biết thì phải chịu tác động bởi ba lực, đó là lực đẩy, lực cản và lực trì kéo. Thì theo con biết thì lực đẩy á, là những cái điều kiện hoặc những cái thiện pháp mà mình tích trữ trong cái thời quá khứ, như trong thời hiện tại, sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc tu tập, trao dồi, và nhờ có cái những điều kiện, và song song nó cũng phải có điều kiện thuận lợi để chúng ta tu tập được nỗ lực hơn. Nhưng đồng thời có lực đẩy thì nó sẽ cũng có lực cản. Phải chăng cái lực cản này là những cái bất thiện pháp của ta trong cái đời quá khứ hoặc trong đời hiện tại, bây giờ nó đã trổ quả, nó cản bước chúng ta trên con đường tu tập. Và đồng thời ở với lực cản thì sẽ có lực trì kéo. Thì phải chăng cái sắc bất thiện pháp của mình, cái những cái quả xấu của mình, nó sẽ trì kéo mình, nó không cho ta bước trên con đường tu tập. Vậy thì làm sao để mà khắc phục được cái lực cản và lực trì kéo? Dạ thưa sư, giải thích và cho con lời khuyên ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Thì sự thật ra đó, mà cái tâm phàm nhân á, thì ai cũng còn bị rúng động á, thấy không? Tại sao? Tại vì phàm nhân mình còn phiền não. Mà còn phiền não là cái sự rúng động nó là cái chuyện phải có thôi, thấy không? Quý vị thấy không, khi mà làm ngôi nhà ai cũng nói là làm ngôi nhà là chắc chắn lắm á, không có sợ gì hết á đó. Nhưng muốn biết cái ngôi nhà đó nó có chắc hay không á, nó phải ra trải qua những cái thử thách, trải qua những cái phong ba bão táp, hiểu không? Những cái lốc xoáy, gió cấp 9, cấp 10 gì đó, không? Đó rồi mới biết được cái nhà đó nó chắc hay không. Chứ ai nói là cái nhà tôi là số 1 trên cái thế gian này, không có sợ cái gì hết trơn, không? Ông thầu nào cũng nói vậy thôi đó. Nhưng đó, khi nào mà trải qua những cái cơn địa chấn, những cái động đất cấp độ cấp 5, cấp 6 rồi đó, thì lúc đó đó nó mới trả lời là cái ngôi nhà mình có chắc hay không, cái móng mình có vững hay không. Đó, chứ còn ai ông thầu nào ông nói là đồ tốt không, phải không? Thôi mà mua đồ thì thợ là cái người chủ bán hàng đó, đồ này đồ trăm năm không á, đồ trăm năm không á, đồ xịn không á, đồ tốt mà. Nhưng mà khi mà quý vị đem về sử dụng rồi, quý vị mới biết cái đồ nó tốt hay không, phải không? Hồi đó là ráp chiếc xe ta nói là đồ ngoại không á, đồ xịn á. Xài là trăm năm đó, nhưng mà quý vị ráp vô quý vị xài coi, mới có mấy chục năm mà nó bắt đầu đó, nó xúc, nó gãy, nó hư rồi, thấy không? Cái niền nó gãy rồi, cái sườn nó mục, thế này thế kia, đủ thứ chuyện hết. Không có cái nào mà trăm năm đâu. Ông thầu nói vậy chứ, ông nói là ông xài cái móng vững lắm. Nhưng mà muốn biết cái móng nó có vững, cái ngôi nhà nó có chắc không, thì phải trải qua những cái trận động đất mới biết nó là trả lời, lúc đó mới biết là nó chắc hay không. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta đối diện với cái thực tế, để chúng ta thấy được cái trình độ
kinh nghiệm tu tập của mình đến đến mức nào. À, chứ còn bình thường ha, bình thường khi mà mình thấy giống như ngày xưa mình nghe nói đó, ở trong trường thiền chừng 3 tháng thôi, rồi phải về, về cái chỗ mình làm việc, về gia đình, trong cái đời sống thực tế. Chứ mình ở trong trường thiền á, nó êm ái quá rồi, ai cũng tưởng mình A-la-hán không? Đó. Thành ra là chúng ta phải đối diện với cái thực tế ở bên ngoài. Lúc đó chúng ta mới biết được là cái mức độ tu tập của chúng ta cỡ nào. Thì như cô Hồng Mai nói đó, cái phước của chúng ta đó, cũng có, mà cái bất thiện chúng ta gieo cũng có. Cho nên là đến cái đời sống hiện tại này đó, những cái mà chúng ta tạo trữ, cái sự nỗ lực tinh tấn mà nó thúc đẩy chúng ta để mà tiến bước trên cái con đường tu tập. Nhưng mà sao cái chướng nghiệp đó, cái chướng nghiệp tức là những cái quả xấu đó, nó cũng theo, nó tra tấn, nó cản trở, nó trì níu để mà nó cản trở chúng ta trên cái sự tiến bộ tu tập chứ, phải không? Ai cũng phải trải qua những cái triền cái, ai cũng phải vượt qua những cái thằng thúc, những cái sợi dây trói buộc, phải không? Đó, để chúng ta cố gắng nỗ lực. Chứ còn nếu mà chúng ta mà diệt trừ hết tất cả những cái triền cái, chặt đứt hết những cái dây trói buộc, những cái thằng thúc, giống như các bậc thánh nhân đã nói rồi, các ngài ví giống như là cái con voi mà nó đứt tất cả những cái dây trói buộc đó, thì mới đạt đến cái giải thoát đó. Thành ra bây giờ á, chúng ta phải nỗ lực. Một ngày chúng ta không thể nào mà cắt đứt được cái những cái thằng thúc, những cái trói buộc. Không có phải mà một sớm một chiều mà chúng ta vượt qua được những cái triền cái, những cái tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta. Nhưng mà mình phải biết, mình nhận định nó. Khi nào mà mình có đầy đủ niệm như tuệ thì nó tạm thời nó núp đó. Chỉ cần một giây phút mà mình lơ đà, mất chánh niệm là nó sẽ nhảy ra liền. Thành ra các ngài nói sao, đừng coi thường phiền não, đừng có chờ nước tới chân mới nhảy. Mình thấy ở bên Ấn Độ nó xảy ra, mình thấy còn xa quá, bên Lào, bên Campuchia đó cũng còn xa đó. Tới ở ngoài Bắc Giang, Bắc Ninh gì đó, Đà Nẵng rồi đó, nó cũng còn xa đó. Tới chừng mà nó sát bên ở Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức rồi đó, lúc đó mình mới kinh hồn, lo không kịp. Thành ra đó, chúng ta phải phòng xa, không? Thấy bên kia người ta rành rành rồi mà bên này á, là mình cũng đổ xô nhau. Cái ngày lễ 30/4/1/5 đổ xô ra đường vui chơi, đi du lịch, đi tắm biển, hội hè, ăn uống chè chén cho cố mạng. Thành ra cái khổ nó tới, nó bủa vậy. Lúc đó là nước đến chân rồi, cái bệnh nó đã xâm nhập trong thân thể mình rồi, làm sao mà trị cho kịp.
Chứ phải biết đó, mà lúc đó đó mình đề phòng thôi, mình tránh xa những cái cuộc vui đi thì nó đâu có chuyện à. Tại vì chúng sanh mà ham thích cái thụ hưởng vật chất, cái trò vui ở thế gian à, cho nên á, dịp lễ mà được nghỉ mấy ngày bắt đầu đổ xô nhau chơi, rồi hội hè là ăn uống rồi đủ thứ chuyện, tại sao à, bị lây bệnh à, lúc đó rồi mới hốt hoảng, mới sợ hãi à, thì á, chúng ta phải thấy rằng cái virus đó, cái bệnh này không phải là ở đâu xa, nó đang ở gần đây nè, nó bao la, nó đầy rẫy ở trong cái không khí này. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết khéo phòng hộ à, chúng ta dùng những cái phương pháp à, để đề phòng nó, thấy không? Thì nó sẽ không có xâm nhập, nó không gây tác hại. À, còn chúng ta nói ôi trời ơi có gì đâu à, si đa thì có xi măng à, mình không sợ, thấy không? Si đa có xi măng trị thì đâu có ngán gì đâu, bất quá cùng đó là chết là thường à, đó. Thành ra chúng ta thỏa sức để mà vui chơi thụ hưởng dục lạc của thế gian à, thành ra tới chừng mà tới chừng cái bệnh mình nó đến là chúng ta nằm, chúng ta buồn rầu sợ hãi uất ức khóc than ra muộn rồi. Đó cho nên đó là à, ta nói sao phải biết phòng xa à, phải biết đề phòng à, những cái phiền não nó sanh rồi, nó sanh, nó tấn công mình đó, là qua các căn. Cái cảnh trần nó đi qua các căn. Nếu mà mình không có kịp thời mình thu thúc lục căn, mình đề phòng à, mình để cho cảnh trần nó tự do thoải mái à, nó đi vô thì bắt đầu tất nhiên là nó sẽ phiền não sẽ sanh, thấy không? Bây giờ bằng ngày mình mở cái cửa để cho ánh sáng nó vô à, để nó diệt các cái loài vi trùng virus à, nhưng mà khi mà trời mưa à, những cái cơn gió lớn thì phải đóng lại á, thấy không? Lỡ có những cái cơn gió độc mà mình cứ không đóng cửa lại thì gió độc nó mới xâm nhập vô à, mình mới bị trúng gió à, mà trúng gió mới cạo gió. Rồi cạo gió rồi mới xong, rồi kia nọ mới uống thuốc. Chứ không phải hồi đó chịu cực, đóng cái cửa lại đi cho đừng mưa đừng có tạt, cho gió độc nó đừng có vô. Thì mình đâu có phải mà cạo gió rồi xong hơi rồi uống thuốc, uống men rồi uống thứ chuyện à. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng Đức Phật đã dễ dạy rồi. Đức Phật nói là không nên dễ vui. Chính vì cái tâm chúng ta đó còn dễ vui, xem thường, không có lo à, đề phòng, cho nên đó, cái khổ nó mới tới à. Thành ra đó Đức Phật nói rồi, các pháp, tất cả các pháp nó là vô thường, tất cả các hành là khổ não à, tất cả các pháp là vô ngã. Chúng ta phải hiểu được cái đó để mà chúng ta có sự cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập. Còn hả, nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta không phòng hộ, không thu thúc lục căn à, chúng ta buông lỏng để cho phiền não nó tấn công thì sao? Thì chúng ta phải chịu sự điều khiển của ma dương à, rồi lúc đó chúng ta buồn rầu uất ức khóc than cũng muộn rồi. Thì trong đời sống luôn luôn á, là những cái phước thiện
chúng ta tạo trữ, chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta nỗ lực tinh cần, là để chúng ta vượt thoát ra. Nhưng mà không phải một sớm một chiều. Quý vị thấy mấy cái người mà họ nhảy xa hay nhảy cao vậy, thấy không? Đâu phải mà một sớm một chiều mà họ đạt được tới tới hai thước mấy, hay là họ những cái nhảy mà nhảy xa tới 6-7 thước. Trời ơi, họ cũng phải tập trần ai lai khổ, cũng phải té u đầu sức tráng bầm dập, thế này thế khác. Nhờ có cái sự cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực, chuyên cần thực hành luyện tập, thì họ mới đạt được cái thành quả tốt đẹp, vượt qua cái sào cao nhất, vượt đến cái độ mà xa nhất, thấy không? Thành ra đó, chúng ta hiểu vậy đó, là sự nỗ lực của chúng ta là để đạt đến, nhưng mà cũng có những cái chướng nghiệp, những cái pháp cản trở nó ngăn che, nó cột rồi không cho mình tiến bộ, nhưng mà mình phải cố gắng mình vượt qua nó, không? Đó thì chúng ta sẽ lần hồi chúng ta thoát ra. Còn nếu chúng ta dễ vui giải đãi, chúng ta nghĩ là trời ơi, từ từ tú, gấp gáp gì, không? Mình còn khỏe mà, đùng cái bắt đầu cái chướng nghiệp nó tới, bệnh tật nằm một chỗ, không đi đứng được, ăn uống tất cả mọi việc đều phải có nhờ người khác, thì lúc đó đó, lúc đó rồi chúng ta buồn rầu lên rên la, thật thì cũng muộn màng rồi, thôi bây giờ ráng tu được 5 phút tốt 5 phút, tu được 10 phút tốt 10 phút, tu được 20 phút tốt 20 phút. Chứ đừng có nghĩ thôi để ngày mai đi, ngày mai nó khỏe mạnh, nó an ổn rồi tu 1 tiếng thôi. Bây giờ nó hơi mệt, bị cảm sơ sơ, đang đói bụng chút, nhưng mà ráng tu 5 phút cũng tốt hơn rồi. Đừng có chờ ăn no rồi tu 2 tiếng hồ. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng cái đời sống này, Đức Phật nói là đời sống này quả thật là rất là bấp bênh, vô định, không biết được. Thành ra chúng ta phải ý thức rằng lửa đang cháy lên đầu, phải nhanh chóng dập tắt liền. Thần chết đang ở kề bên lưng, không biết cái lưỡi hái nó đưa ra lúc nào, phải ráng cố gắng nỗ lực lo tu. Chứ đừng nghĩ ôi còn khỏe mà, không sao, còn xa mà, là chúng ta sẽ hối hận ăn năn, uất ức buồn rầu khóc than không kịp. Xin giải thích cái mặt của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã giải đáp thắc mắc của con và cho con những lời khuyên hữu ích ạ. Dạ xin mời các vũ cùng tham gia đàm luận với lại đặt câu hỏi đến sư ạ. Dạ xin xuống mic. Dạ, xin mời quý vị ạ, xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ, con thưa sư, thật sự ra thì không phải là mình, bản thân mình chủ quan đâu sư. Ngay khi mà mình thấy cái chết hoặc là mình nghe cái tin tức, mình cũng đã rất là sợ. Mình sống ở trong cộng đồng, mình bị cộng nghiệp,
thành ra là mình bị chịu ảnh hưởng chung, chứ còn thực sự ra đối riêng với từng cá nhân hoặc là một số nhóm người thì người ta cũng rất là sợ, nhưng mà vì cộng nghiệp chung thành ra mình phải chịu ảnh hưởng chung của xã hội. Nhất là cái đối ở Việt Nam mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái đợt dịch vừa rồi thì đúng là từ cái mấy ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì con cũng nghĩ là từ bản thân con cũng nghĩ là từ đó mà dịch nó bùng phát để mình không kiểm soát nổi thì mình rất lo sợ. Nhưng mà mọi người người ta thấy chưa tới chân, nước chưa tới chân, thành ra họ cứ tràn lan như vậy. Dạ, đó là mình cũng cộng nghiệp thì mình phải chịu chung số phận. Dạ, bây giờ con thấy bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ. Anh em, xa thố, xa thố. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ quý chư Tăng, quý cô tư nữ. Con xin kính chào cả đạo tràng ạ. Dạ, cho con xin được phép được hỏi một câu ạ. Dạ. Trong cái thời dịch bệnh này thì tất nhiên là con cũng biết là khi mà mình phải sinh ra mà gặp cái thời dịch bệnh này là do cái phước của mình rồi. Thế nhưng mà mỗi người thì cũng đều có một cái phần phước riêng đó. Nhưng mà khi mà nếu người có người thì bị nhiễm bệnh rất nặng nhưng mà lại không bị chết ấy, còn có người thì nhẹ thôi nhưng mà cũng sau rồi thì cũng cơ thể mà rất khỏe mạnh nhưng xong rồi cũng bị cũng chết ấy. Thì con biết là do cũng mỗi cái phước nghiệp của mỗi người, nhưng mà cho sư cho con xin hỏi là trong đạo Phật thì thường giảng như thế nào gọi là chết hợp thời và chết phi thời ạ. Dạ, kính mong sư dạy cho con được thêm hiểu biết ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Thì cái chết nó chắc chắn là nó sẽ đến. Thì cái chết nó giống như như cái đèn dầu vậy đó. Có những lúc đó, cái đèn nó còn dầu, còn tim, nhưng mà bị một cái cơn gió rất mạnh làm cho cái đèn nó tắt. Còn có những lúc đó, cái đèn nó tắt do cái dầu nó cạn. Hoặc là do cái tim nó đã lụng hết rồi, cái đèn nó tắt. Thì khi mà những cái người mà do cái phước nghiệp của họ đó đến lúc nó hết đó, giống như cái đèn mà hết dầu hoặc là hết tim nó tắt, thì cái đó là chết do cái hết tuổi thọ. Còn những cái người mà đột ngột do bệnh tật, do tai nạn, đột ngột qua đời, thì cũng giống như là cái đèn nó còn dầu, còn tim, nhưng mà bị một cái cơn gió rất mạnh làm cho cái đèn nó tắt, thì cái đó là gọi là chết phi thời. Thì cái chết á, thì nói chung là nó như vậy, nhưng mà cái nghiệp ấy, thì nó rất là đa dạng, đúng không? Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, không có ai mà giống như ai đó. Quý vị thấy rằng đó, có những cái cặp song sinh, có những cặp song sinh về cái diện mạo đó, thì nó giống nhau. Nhưng mà không phải giống nhau hoàn toàn đâu. Nó giống nhau được 80-90% gì đó. Nhưng mà nó có những cũng có những cái điểm khác để phân biệt. Đó, nhưng mà sao? Cái tâm tánh, rồi cái duyên nghiệp của mỗi người nó cũng khác nhau. Thành ra quý vị thấy rằng đó, cùng trên một cái cây,
à, cùng một cái cành, nhưng mà không bao giờ quý vị tìm thấy hai cái lá nó giống nhau, nó chính xác giống nhau 100%. Đó, thành ra cái nghiệp của mỗi chúng sanh cũng vậy. À, quý vị thấy cái bản màu á, thì sao? Nó có mấy cái màu chính à. Nhưng mà từ những cái màu chính này nó sẽ pha trộn ra hàng trăm cái màu khác. Nha, chỉ cần đậm nhạt chút xíu là nó trở thành cái màu khác rồi. À, thì cái nghiệp của chúng sanh cũng vậy. À, sở dĩ mà chúng ta hiện diện trong một cái gia đình, à, trong một cái quốc độ, trong một cái xã hội, à, là vì chúng ta có cái nghiệp cộng nghiệp với nhau, nó tương đồng. Cho nên là chúng ta nương gái nhau, trong gia đình, trong cộng đồng, một cái vùng, một cái miền, trong một cái đất nước, trong một cái quốc độ. Nhưng mà sự thật ra đó, mỗi cá nhân, mỗi chúng sanh đó, nó có cái biệt nghiệp riêng. Thấy không? Quý vị thấy rằng có những cái người mà già 102 tuổi, 90 mấy tuổi cũng bị nhiễm, nhưng mà không có chết. À, những người mà bệnh rất nặng, tưởng là không khỏi nhưng mà rồi hết. À, nhưng mà có những người bị nhiễm rồi đi. À, thậm chí là mấy người mà bị nhiễm rồi đi không nói, những cái người mà đi chích ngừa, đi chủng ngừa, chích vaccine ngừa mà rồi đột nhiên cái ra đi. Không, thành ra đó, cái Đức Phật mới nói sao? Nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì. Bởi vì mỗi chúng sanh á, họ gieo trồng mình đâu biết được đâu. Họ vẽ cái bức tranh của họ mình không biết được. Chỉ cần đậm chút, chỉ cần nhạt chút là nó khác nhau rồi. Thấy không? Đó, cho nên đó là trên cái căn bản thì chúng ta biết như vậy. Nhưng mà đi tìm hiểu cặn kẽ từng cái biệt nghiệp của chúng sanh thì chúng ta không thể nào mà tìm hiểu được hết. Đức Phật nói sao? Ai mà đi tìm hiểu mà cặn kẽ cái nghiệp của mỗi chúng sanh á, cái đầu nó bể thành bãi mảnh, tại vì không thấy nào tìm được. À, tại vì sao? Tại vì á, còn phàm nhân rồi chúng ta tạo trữ cái thiện nghiệp cũng, cái bất thiện nghiệp cũng có. Như vậy sao? Nhiều chút, ít hơn chút. Cái người này chỉ cần tạo cái thiện nghiệp nhiều hơn chút xíu là nó khác rồi. Cái người này chỉ cần tạo cái bất thiện nghiệp nặng hơn chút là nó khác rồi. Thấy không? Đó, thành ra cái chúng ta thấy rằng cái biệt nghiệp của mỗi chúng sanh tùy theo cái chướng nghiệp mà tạo quá nặng, thì chính vì cái chướng nghiệp mà nặng nó có cái năng lực cho cắt đứt cái đời sống hiện tại. Nhưng mà có tạo bất thiện nhưng mà cũng có tạo cái thiện nó mạnh. Thì sao? Nhờ cái thiện này nó sẽ che án bớt. Thì có thể mình hình dung nha, ví dụ như bây giờ trong quá khứ mình đã gieo những cái bất thiện à. Bây giờ trong cái đời sống hiện cố gắng mình tạo trữ những cái công đức phước báo cho thật mạnh. Thì giống như cái đèn dầu, nhưng bên ngoài á, nó có cái lồng kính ha, có lồng kính nó che bớt lại.
thì dù có một cái cơn gió mạnh á, cơn gió mạnh á, nó làm cái đèn nó bị chao động thôi, nhưng mà nó không có tắt. Chừng nào mà hết dầu, hết tim nó mới tắt, thấy không? Còn á, chúng ta không biết, chúng ta không có tạo, không có làm cái lồng kính che ở bên ngoài để cái đèn trước gió, thì chỉ cần một cơn gió mạnh thì cái đèn nó sẽ tắt thôi, mặc dù là còn dầu còn tim. Đó là như vậy á. Thành ra những người mà họ trải qua cái bạo bệnh mà họ mất, thì nhờ có cái phước nó hỗ trợ để mà vượt qua. May mắn bệnh nặng nhưng mà gặp thầy hay, thuốc giỏi, thuốc tốt, không có đến cái chết. Còn những người mà không có tạo phước, thì khi một bạo bệnh thì có khi nó chết, hoặc là có nhiều khi đang mạnh nhưng mà đủ cái gặp cái tai nạn thì nó cũng có thể cắt đứt được cái đời sống hiện tại. Thì cái đó để chúng ta thấy rằng mỗi chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng, và chúng ta cố gắng tạo trữ những cái phước lành, gieo trồng những cái thiện nghiệp, mặc dù nó không có hoàn toàn sửa đổi được các cái bất thiện, nhưng mà ít ra đó nó cũng che án bớt trong cái đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể vượt qua những cái khổ đau bệnh tật, để chúng ta tiếp tục nỗ lực tu tập tạo trữ công đức phước báo. Thì xin giải thích cái thắc mắc của đó, pháp nguồn Lào Cai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai và của bạn Hùng Mai. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ, con thưa sư, con có câu hỏi như vậy thưa sư. Mình cũng biết đó, cái cuộc sống mình có cái thân năm uẩn này là khổ. Dạ, Đức Phật đã dạy mình, và mình cũng thấy trong cuộc sống này nó rất là khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, kiểu nào cũng khổ, sanh ra sống là khổ. Thì ngoài cái sanh già bệnh chết đã khổ rồi, thì còn có xa người thương, ghét, gần người ghét, vân vân, thì đều là khổ. Thì ở đây con muốn nói chỗ gần người ghét, tức là cái kẻ thù của mình á. Thì trong cái kẻ thù này á, tức là cái người mà mình, cái mà mình ghét, mình không thích á, thì có những cái mình thấy được thì ví dụ như trong chiến tranh đi, mình thấy có tiếng súng, có nơi đánh nhau, và những cái mà mình không thích, không ưa, thì mình né, mình chạy chỗ này, chạy chỗ kia, thì cũng có rủi ro, nhưng mà mình còn biết chỗ để mình né. Rồi đối riêng với bản thân mình, thì mình thấy có những cái phiền não thô, như mình tham, sân, si, có những lúc mình lớn tiếng, có những lúc mình tham, có những lúc mình sân, thì mình biết, mình né. Mình cũng cố gắng, mình học hỏi thì mình biết để mình tự kềm hãm, tự hiểu với bản thân mình và mình chỉnh sửa. Nhưng mà cái kẻ thù mà khiết thưa sư, kẻ thù mà tiềm miên ẩn trong mình những cái phiền não, cũng giống như bây giờ mà trong cái dịch Covid này á, thì rõ ràng đó là cái kẻ thù không thấy. Mình không thấy nó ở đâu hết, mình không biết nó ở đâu, nhưng mà nó đang ở xung quanh mình. Mình không biết nó ở chỗ nào, nhưng mà mình biết nó ở xung quanh mình. Và cũng có khi chính mình cũng đang mang những con virus đó, mình không biết. Còn đối với phiền não thì đó là những cái phiền não ngủ ngầm, nó tiềm miên, và nó cũng bùng phát bất cứ lúc nào. Thì theo bài dạy, theo kinh Vô Ngã thì Đức Phật cũng dạy là cái năm uẩn này chẳng phải là của ta, nó rất là vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Rồi Đức Phật nói không thể nói năm uẩn này là của ta, là thân ta. Thì như bài giảng của sư thì sư cũng nói là mình cần phải cố gắng, nỗ lực, tinh tấn, tu tập. Nhưng mà các bước mình tu tập á thưa sư, thì
thì mình phải biết rõ các bước mình tu tập. Thì đối với các bước này, riêng con, sao con cứ bị lúng túng? Con cũng không biết là bây giờ mình học rồi mình hành, con cứ lúng túng hoài ở trong cái phần học và hành. Và học thì mình học cái mông, và biển hành nó cũng mênh mông, nhiều khi con cũng cứ bị lúng túng. Có khi thì con lại học kinh, có khi con học vi dự pháp, có khi con học, nói chung thì mình cứ học cái chỗ này, học chỗ kia, rồi mình thấy cái gì cũng không tới đâu. Rồi mình hành cũng vậy, có khi thì mình thấy thở, có khi thì mình quán thân, quán thọ, rồi có khi mình quên luôn cả hơi thở, rồi có khi mình cũng quên luôn là cái thọ của mình nó như thế nào, vì cái tâm của mình bị nó cuốn mình đi xa quá. Thế thành ra là con cũng không biết là bây giờ mình phải như thế nào. Con cũng biết là mình phải tuần tự, nhưng mà con cũng không biết là các bước tuần tự nó như thế nào. Dạ, con kính thỉnh sư chỉ dạy giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Thì thật sự ra đó, những cái người mà Phật tử sơ cơ thì thường thường hay hành thì nó cũng nhiều phương pháp. Bây giờ mình cứ mò mẫm, mình cứ thử rồi hết cách này tới cách khác ha, mà mình không biết cái cách nào mà để mà mình sớm mà đạt đến. Tại sao? Tại vì cái tâm mình còn mong cầu. Thành ra đó, trong một cái bài pháp ngày Chochika ngày đó, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta không phải cầu mong đạt được cái gì hết á, nhưng mà chúng ta hành thiền để chúng ta biết rõ tâm tối này đó là những cái hùm béo rắn rít nó ẩn tàng ở trong cái này, trong cái tâm này. Thì khi mà chúng ta tu tập là chúng ta thắp sáng, chúng ta soi rọi vô những cái nơi mà tâm tối này nè, để mà mình đề phòng những lúc mà những con hùm beo, con sư tử mà nó vừa ló ra đó, là mình kịp thời mình né tránh, mình ngăn chặn ha. Những con rắn rít đó, thành ra trong đời sống chúng ta luôn luôn chúng ta quan sát những cái phiền não, nó những cái lậu hoặc mà nó tiềm miên đó, giống như ngày so sánh là những cái hang hốc tâm tối ở đó, trong đó nó ẩn tàng những cái bất thiện, những cái bất thiện giống như là cọp bêu, sư tử, rắn rít vậy đó. Đó thì chỉ gì mình phòng hộ mình phòng thủ cái tâm mình một cách cẩn trọng.
thì mình kịp thời mình dập tắt. Đó, thành ra tất cả các pháp môn mà tu tập á, nó chỉ có nhiều đó, gom lại là gì? Phòng thủ, phòng hộ các căn, à rồi phản tỉnh xem xét về cái tam nghiệp, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ý nghiệp. Không? Thì Đức Phật dạy không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, tức là thanh lọc nội tâm, nhiều đó thôi. À, thành ra đó, mặc dù tam tạng kinh điển là tám mọi điều ác, làm các việc lành, thanh lọc, giữ nội tâm trong sạch. Đó. Chúng ta chỉ cần nhiêu đó thôi. Thành ra mình học những cái pháp nào để mình hiểu biết, à, để mình tránh xa các điều ác. À, mình học các pháp nào để mình làm, à, cái thập thiện, thập hạnh phúc. À, rồi rộng hơn 38 điều hạnh phúc. Rồi, mình học các cái pháp môn nào để mà mình phòng hộ, à, phản tỉnh cái tam nghiệp của mình để cho được tốt đẹp, an ổn. Thế thôi. Chứ không cần ôm đồn phải học cho hết 84.000 pháp môn. Nó thành ra mình hiểu biết như vậy, các pháp thì nó rất là thâm sâu, à, rộng rãi. Tại sao? Tại vì tất cả 84 pháp này á, Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh trong 45 năm. À, chúng sanh đa bệnh, cái tâm tánh chúng sanh mà nó thiên hình dạng trạng. À, cho nên là cái lời dạy của Đức Phật á, thì phải phù hợp với từng tâm tánh của chúng sanh. Cho nên là tam tạng ghi chép lại những cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra không phải là mình uống 84.000 cái loại thuốc thì mình sẽ hết bệnh. Bây giờ mình bị bệnh đau bụng thì mình uống thuốc trị bệnh đau bụng thôi. Bị cảm thì mình uống thuốc cảm thôi. Mình bị bệnh tim thì uống thuốc tim thôi, chứ đâu phải vậy. Là mình phải uống hết 84 loại thuốc đó mới hết bệnh. Thành ra đó, giáo pháp thì nó mênh mông bao la, nhưng mà trong 84.000 pháp môn này nó sẽ phù hợp với tâm tánh của một người nào đó. Ra để mình biết, để mình lựa chọn cái phương pháp để mình thực hành cho nó đúng. À, Quang Thanh có câu hỏi, à, tập thế nào để mình không dính mắc vào năm quẩn? À, thì thường thường là chúng ta phải dùng cái thiền quán, à, thiền quán để chúng ta quán sát cái ngũ quẩn này. Thì cái ngũ quẩn á, nó không phải là cái chướng ngại, mà tại vì cái tâm phiền não, à, cái tâm phiền não chấp thủ dính mắc để cái ngũ quẩn nó trở thành ngũ quẩn thủ, không? Cho nên đó là chúng ta dùng cái tuệ quán đó để thấy được cái thực tánh thực tướng của cái ngũ quẩn này để mà mình diệt trừ nó, không? Thường thường á là chúng ta chấp vào cái sắc, à, cho là cái sắc, à, sắc quẩn này
là cái thân này là của tôi, là tôi. Nhưng mà sự thật ra đó, cái sắc là nó luôn luôn nó thay đổi, thấy không? Trong cái bài kinh vô ngã tướng Đức Phật đã dạy đó, để mình quan sát về cái thân ngũ quẩn này đó. Nếu mà cái sắc quẩn này á của mình thì mình phải sai khiến được nó, mình biểu nó như thế này, đừng như thế khác, thì nó mới là của mình, thấy không? Thì Đức Phật lấy ví dụ giống như là những cái người mà ở trong cái quốc độ đó, cái quốc độ này của ông vua, ví dụ cái quốc độ của vua Ba Tư Nặc, thì bây giờ những người ông quan hoàng tộc cho đến những người dân ở trong cái quốc độ của vua Ba Tư Nặc Bát Xê Na Đí, ông ta có trọn quyền, bây giờ ông là vua mà, cái đất nước của ổng mà, cho nên ổng thích người nào thì ổng ban thưởng người đó, không? Ổng không thích người nào, ổng có quyền tẩn xuất, đuổi những cái người này ra khỏi cái quốc độ của ổng, không? Đó. Thành ra nếu mà nói cái sắc quẩn này nè là của mình, thì mình có quyền mình điều khiển nó mà, mình biểu nó phải như thế này, phải như thế kia, đừng như thế này, đừng như thế khác. Đó, mà mình có điều khiển cho nó không được. Nếu mà cảm thọ này là của mình thì mình biểu nó như thế này, không được như thế khác, mà cũng đâu được. Do nhân do duyên, có những lúc những cái trạng thái an lạc nó đến, nhưng mà có những lúc do nhân do duyên cái khổ nó đến, mình thế nào mình điều khiển được nó đó, để từ đó mình thấy được rằng cái thân ngũ quẩn này là do nhân do duyên, sự vận hành của nghiệp lực của các pháp, đến lúc cái duyên nghiệp nó hiện khởi, nhưng mà có những lúc cái duyên nghiệp nó tan rã không chừng. Thành ra mình không có thể nào mà điều khiển được cái sắc quẩn thọ tưởng hành thức, tất cả nó là vận hành theo cái duyên nghiệp, theo cái quy lực định lực của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Đó, khi mà chúng ta tu tập với cái trí tuệ nó mạnh mẽ, chúng ta thấy rõ được cái thực tánh thực tướng của ngũ quẩn, để mà chúng ta diệt trừ cái sự chấp thủ dính mắc, thì chúng ta sẽ thoát được cái gì gọi là ngũ quẩn thủ. Cái ngũ quẩn này nó không phải là khổ, nhưng vì cái chúng ta sai lầm, chúng ta dính mắc, chúng ta chấp thủ vào nó, thì nó trở thành ngũ quẩn thủ, thì chúng ta mới khổ, buồn rầu uất ức khóc than. Còn chúng ta thấy rõ được nó theo cái định luật tam tướng với trí tuệ, chúng ta hiểu biết rõ nó thì chúng ta sẽ thoát khỏi. Xin giải thích cái thắc mắc của Quang Thanh. Chúc Quang Thanh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã tự bị giảng giải câu hỏi của Văn Thành. Dạ con xin sám hối.
con xin sám hối với đạo tràng. Bình thường hôm sau vừa cầm mic lên lại bị ho. Dạ con xin sám hối. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ nãy giờ thật sự con mấy câu hỏi trước con không có được nghe, nhưng mà con nghe câu hỏi của Văn Thanh và cô Kim Nhung, trong đầu con nghĩ ra một chuyện, nên con xin phép được hỏi sư để giải tỏa cái đầu con. Hồi trước kia khi mà con mới biết đạo Phật giáo Nam truyền, rồi con mới biết vào room, con hay đi lang thang, dạ, con đi room này room kia, thậm chí con đi qua cả room chính trị, dạ, con nghe rồi những cái rung Phật giáo Mắt Tâm, rung Hòa Hảo, nói chung là con đi rất là nhiều rung. Nhưng từ từ học được từ quý sư giảng thì con không còn đi nữa, con không đi lang thang nữa, mà con chỉ chú trọng vào ba cái rung: một là giáo Nam truyền, hai là Phật Cú Kinh, và ba Tâm Má thôi. Rung Nguyễn Như Kỳ Viên này cũng lâu lắm rồi con cũng không ghé vào, mặc dù lúc mà sư Thanh Tâm mở rung thì con là người cùng với sư Thanh Tâm nhờ con giúp cho sư tụng kinh lễ bái Tâm Bảo hay này kia, nhưng đối với con là thêm cái rung của Nguyễn Như Kỳ Viên thì con quá đuối, tại vì bên Nguyễn Như Kỳ Viên mà mở room thì giảng tới 11 giờ đêm bên con luôn, có khi 11 giờ rưỡi luôn, nên là con hết chịu nổi. Con làm suốt từ sáng mà đi tới đó thì hết sức rồi, nên con trốn. Dạ thôi, nhiều mình thấy cái câu trả của Pháp Nguồn Lào Cai. Và con nghĩ lại là cái sự tu tập của mình bây giờ con có phải giải đãi quá không? Ý con hỏi là sư con có giải đãi hay không? À, con thấy là sự tu tập của mình bây giờ con chỉ cần buổi sáng con dậy con lễ bái Tâm Bảo, rồi con mà tập thiền một chút mấy chục phút, rồi con vào con mở rung hấp khú và con nghe pháp, mà cứ quẩn quanh như vậy ngày này qua ngày khác, con cũng không đi tìm hiểu gì hơn, thì như vậy con có giải đãi quá không sư? Mà con khi mà con ngồi tập thiền như vậy thì con thường hay niệm ân đức Phật Sugato, hoặc là con thường niệm là cái thân này chọn hít vào mà không thở ra thì nó sẽ chết, rồi 5 phút cái thân này nó sẽ như thế nào, 10 phút ra làm sao, rồi một tí nồ nó sẽ như thế nào, rồi mấy tí nó như thế nào. Mà con thường hay nghĩ là chỉ cần 30 phút thôi, 30 phút mà mình không thở nữa, cái thân này không thở nữa, thì tất cả những người thân thiết của mình cũng không ai dám để gần mình. Như vậy thì là con rất là, con cảm thấy con rất là an vui. Như vậy con có phải là quá giải đại, không có tiến tu không mà sư? Dạ con kính dân bất đến sư chỉ dạy cho con và trả lời câu hỏi của Pháp Nguồn luôn. Tại con thấy đã 6 giờ 19 phút rồi. Con kính nhân mít đến sư, con thành kính tri ân sư và đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mày Giả, Nam mô Sằng Gà Giả. Và nói chứ trong một ngày nó 24 tiếng đồng hồ, không? Nhưng mà có những cái thời gian mình làm việc để tạo ra cái đời sống để nuôi mạng, nhưng mà rồi mình cũng phải có thời gian mình tu tập, rồi mình cũng có cái thời gian để mình ngủ nghỉ, chứ đâu phải Đức Phật biểu tu mà quên ăn bỏ ngủ đâu. Cái thời gian mình
phục vụ mình tu tập đó, nó cũng phải có mức độ, chứ đâu phải mà bây giờ cái sự tu tập, cái phục vụ nó đem đến cái phước báo đó. Nhưng mà mình phục vụ, mình lo mà mình bỏ ăn bỏ ngủ thì nó cũng phải là đúng, không? Thành ra đó, mình chia thời gian ra, cái thời gian nào mình học tập mình phục vụ, thời gian nào mình tu tập, thời gian nào có phải cái thời gian ngủ nghỉ, thì như vậy nó hài hòa, nó đem đến mình cái sự an ổn. Chứ còn đâu phải là bây giờ mình quá rồi mình lo không sể, khi mà mình ôm đờm nhiều quá thì quý vị thấy rằng nếu mà bây giờ cái sức mình có hai tay mà bây giờ mình ôm đờm nhiều quá thì tất nhiên nó phải có sự thiếu sót, nó rơi rớt, nó đổ bể, rồi khi mà nó rơi rớt nó đổ bể thì bị người ta chê trách. Thành ra mình làm vừa cái sức của mình thôi, đó. Thì khi mà mình thấy mình làm trọn vẹn cái công sức vừa với cái sức khỏe với trí tuệ của mình thì tốt rồi. Còn cái chuyện mà bây giờ mỗi người nó có khả năng khác nhau, không? Người ta khỏe, người ta có thể bao quát được, người ta có thể phục vụ nhiều cái lãnh vực, không? Còn bây giờ cái điều kiện khả năng mình chừng đó, làm hết chừng đó thì như vậy là mình thấy thanh thản tốt đẹp là được rồi, chứ mình đừng có đua đòi theo người khác. Người ta giác 70 kg, bây giờ mình cũng phải ráng 70 kg, nhưng mà sức mình không có nổi, mình giác 50 kg thôi. Bây giờ mình ráng quá thì nó đem đến cái điều tai hại, chứ không có lợi ích gì hết. Còn cái câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai thì ở đây tức là trong cái câu này Đức Phật nói là ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi. Thì khi mà chúng ta hướng tâm đến cái sự tịch tịnh đó, là chúng ta thực hành các cái thiện pháp với trí tuệ để hướng đến cái con đường giải thoát. Chứ còn thường chúng sanh là sao? Thường chúng sanh là hướng đến cái sự lợi ích ở trong thế gian này không dính mắc với thế tình danh lợi, không? Mà muốn có cái sự hiểu biết để mà thoát khỏi những cái thế lợi ở trong thế gian, tức là tám cái được lợi mất lợi, được danh mất danh, rồi được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ đó. Thường thường là chúng ta bị chao động bởi những cái này đó. Thành ra chúng ta muốn vượt thoát được những cái thế lợi ở trong thế gian thì phải sao? Phải tu tập, phải quán sát về cái sự sanh diệt của thân ngũ quẩn này, để mà nhàm chán nó. Cái thân ngũ quẩn này nó là vô thường, là khổ, ổ của bệnh tật, đó, để chúng ta nhàm chán, từ bỏ tất cả các cái pháp thế gian, cũng như là mà không dính mắc đối với cái thân ngũ quẩn này, để mà vượt thoát ra, giống như hồi nãy sư nói, cái sự chấp thủ ở trong cái thân ngũ quẩn này để đạt đến cái sự an vui hạnh phúc, có một cái tâm bình thản trước tất cả tám ngọn gió đời, cũng như là giữ cái tâm ổn cố quân bình, luôn luôn phản tỉnh xem xét cái tàm nghiệp của mình,
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho được tốt đẹp. À, thì muốn bỏ được mọi cái thế lợi, thế tình, để có cái tâm tịch tịnh thì phải có cái sự nỗ lực, tạo trữ các cái công đức phước báo, rồi phải cố gắng nỗ lực tu tập dung bồi trí tuệ, thì chúng ta sẽ vượt thoát ra các cái pháp thế gian. Thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thầy Căn An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt thoát khỏi những cái khổ đau bệnh tật, thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Kim Nhung và sám hối, rồi sau đó sư xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay và trả lời câu hỏi của đạo tràng để cho chúng con hiểu rõ hơn về lời Phật dạy và áp dụng trong cuộc sống. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã đặt câu hỏi về bài học để làm sáng tỏ hơn nội dung của bài học. Bài học đã kết thúc, con xin được sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na wande hang ba da bang sung varutta mang butte yo kalito do so butto kamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang tham manh cha du bít hang wa rang tham me yo ki to do so tham mo kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang khanh cha du bít ho ta mang sang khê yo khali to do so sang kho kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi nghe pháp để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Vatu sapa mangalang rakhando sapa devata sapa bhutano vavena sanaso thi bhavantu te vatu sapa mangalang rakhando sapa devata sapa dhamma vavena sanaso thi bhavantu te vatu sapa mangalang rakhando sapa devata sapa sangha vavena sanaso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Tiếp theo con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Ya dewa ta sang ki vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le Thế ra cha mai cha na wa ka cha phi kha vô sa ra mi ka da na ba te a u ba sa ka Gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha hoàn tu tê Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa pa ti ka Niu ya ni kang tham ma qua rang ba tích cha tê sạp bê bi đục kha sắc ca rôn tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham mắc cha ra cha bục ga la sang khô hô tu sa mắc vô qua át tha cha cha hi ta cha cha âm hê rắc khăn tu sát tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô Phút thình sâm ba bu này ya ma tham ma ri jap ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khâu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu nam cứ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân